Rồi, mời các bạn xem video cái món sữa bí đỏ của mình nha. Đây là cái món sữa bí đỏ nha các bạn, mời các bạn xem video nha. Rồi, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mai Vàng của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món sữa bí đỏ nha bạn. Mình làm như thế này thì cái bí đỏ mình nó sẽ ra cái sữa mềm mịn hơn nha các bạn. Thì trước tiên là bây giờ mình cắt cái bí đỏ này ra thành từng miếng nhỏ, mình cho vào cái máy ép nha bạn. Đó. Giờ mình sẽ cắt từng miếng nhỏ bí đỏ này nè. Để mà mình bỏ vào cái máy ép đó nha các bạn, mình bỏ vào cái máy ép này là cắt xong cái bí nè bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào trong cái máy ép này, mình ép để mình lấy nước ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô cái cho vào trong cái máy ép này mình lấy nước nha các bạn. Bây giờ mình cho bí vào trong cái máy ép này nha các bạn, rồi mình sẽ ép ra ha, ép ra mình lấy nước nha. Cho bí vào như thế này nè, mình ép ra. Rồi. Mình thấy cái nước có bí đỏ nó chảy xuống đó, thấy không? Mình đã ép xong được 2 ly nước rồi nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần cái này ra để mình lọc nước lại một lần nữa nha các bạn. Cái này hồi nãy là cái bí đỏ mình ép ra nè các bạn. Thì bây giờ mình lấy sát các bạn rồi mình vắt nước thêm một lần nữa nha các bạn. Để mình lấy hết cái nước cốt của bí đỏ này ra ha. Nấu như vậy thì nó sẽ không có bị sát nha các bạn. Còn đây là hai cái ly nước ép bí đỏ hồi nãy mình ép ra nè các bạn. Các bạn thấy thích không ha? Rồi bây giờ đây là đường cát để hồi mình bỏ vào mình nấu ha. Rồi đây là sữa đặc có đường ha. Rồi bắt đầu bây giờ ha. Đây làm nãy cái này là nửa ký bí á, thì các bạn phải cho mình vô đây mình khoảng lít nước ha. Các bạn vắt hết nước cốt ra nha. Mình nấu kiểu này á thì nó không có bị ngậy nha các bạn. Cái này là 1 lít nước á nha các bạn, một nửa ký bí á, thì mình 1 lít nước á mình cho vào 1 lít nước để mình vắt hết cái nước cốt ra nha. Sẽ vắt như thế này đây. Nước lọc đó các bạn mình cho vào trong để mình vắt hết cái nước cốt ra nha. Các bạn nào có cái khăn lược á thì vắt bằng cái khăn lược cũng được, mình thích làm bằng cái rây này hơn. Rồi. Cái này là khoảng 1 lít nước nè các bạn, nãy mình vắt ra đó, 1 lít nước á, bạn thấy không? Vắt ra được 1 lít nước nè các bạn, trong cái xác của bí đỏ thì mình còn vắt ra được 1 lít nước như thế này nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn cho hết cái phần mà bí đỏ hồi nãy mình ép ra nha. Các bạn cho hết vào trong đây giúp mình nha, đây là nước cốt rất là ngon luôn á, rất là bổ dưỡng luôn ha. Rồi. Đây là cái nước cốt bí đỏ là mình đã ép ra này các bạn. Thấy không? Đó, nước cốt bí đỏ mình đã ép ra nha. Rồi. Thì bây giờ đây là khoảng hơn 1 lít nước, 1 lít 2 nước á, thì khoảng bạn cho giúp mình vào trong đây khoảng
lạng rưỡi đường nha, hả, lạng rưỡi đường. Mình sẽ nấu loãng loãng thôi nha các bạn, mình không nấu ngọt đâu. Giờ mình quậy lên cho nó đều ha. Rồi, bạn cho vào đây, đây là sữa sữa đặc có đường nha. Bạn cho khoảng 1/3 lon sữa đặc có đường vào, mình quậy cho nó đều lên luôn. Mình sẽ không nấu bằng lá dứa nha các bạn, bởi vì mình để giữ cái mùi thơm của bí á các bạn. Nó mùi bí với sữa nó đã thơm lắm rồi, tại mình bỏ lá dứa vào á thì nó sẽ mất đi cái mùi bí nha các bạn. Đó. Đây là 1/3 lon sữa đặc có đường ha. Bạn vào nha. Này thử uống thì rất là bổ dưỡng luôn nha các bạn. Nhà nào có các bé hoặc là người già các bạn, nếu mà không có ăn uống được thì mình sẽ làm cái món này uống rất là ngon nha các bạn. Đây là sữa đặc có đường nha bạn, mình cho vào khoảng 1/3 lon sữa đặc có đường ha. Một này là 1 lít nên khoảng 1 lít rưỡi đến 1 lít 2 nước ha. Bạn khuấy đều lên cho đường nó tan ra. Rồi, xong rồi bây giờ mình sẽ bắt cái nồi này lên trên bếp mình nấu, mình khuấy nhẹ cho nó đến khi nào cái nước nó sôi là được nha các bạn. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị bắt cái nồi sữa này lên mình nấu nha các bạn. Rồi, cái nồi bí đỏ này các bạn, mình nãy mình đã pha xong rồi đó, thì bây giờ mình sẽ bắt lên bếp nha các bạn. Mình sẽ bắt lên bếp mình nấu cái bí đỏ này cho nó sôi lên là được nha các bạn. Mình nấu loãng loãng là vừa, đừng có nấu đặc quá.